Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Gia Đình Cam. Và trong mùa dịch này chúng ta ở nhà rất là nhiều. Và việc mà chúng ta làm nhiều nhất khi ở nhà là gì? Trước khi qua bọn mình cũng không nghĩ đến cái chuyện là lần của bọn mình cũng bao là khi nào đâu. Thế nhưng mà đợt này thì bọn mình rất là thèm cái đồ mà kiểu có chi ý. Cho nên là hôm nay bọn mình quyết định là sẽ múc ba những món toàn là chi thôi. Và mọi người để thấy ở trên bàn này thì một bàn trông không mấy heo thì lắm. Nhưng mà bọn mình sẽ chỉ dành ra đúng ngày hôm nay thôi để mà kiểu sảng. Chắc không? Chắc. Cảm giác chưa ăn mà đau đây. Thấy đau đầu ấy. Thực ra là bọn mình rất là thích những cái đồ mà nó ngậy kiểu đồ bơ sữa ấy. Nhưng nó biết là cái đấy thì nó sẽ không ăn quá là nhiều thì sẽ nó không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà lâu lâu thì kiểu tự thưởng cho bản thân một tí thì cũng được. Để ra ý định là trước khi ăn thì bọn mình sẽ cân thử xem là sau khi ăn thì bọn mình sẽ lời mới lạ. Đây, một cân trước nha. 72,8 nha. Bây giờ là sáng sớm bọn mình chưa có ăn gì ở trong ngày mọi người nhé. Đâu? 58 sao 58,6 nhờ, bình thường ngủ dậy của em là 58,25 chắc chắn luôn, hôm qua em vừa cân mà, tại sao lại ăn? À hôm qua mình cũng ăn đêm rồi. Đây, đầu tiên nhá, là món bánh mì phô mai đây mọi người. Hai cái này là giống nhau đúng không? Ừ, đây là... À không, khác nhau đấy. Ăn nhá. Dăm bông này, trứng, phô mai, thịt bò, bắp cải. Ừ, ăn nhá, xin mời mọi người nhá. Xin mời cái điện. Mình là chú ăn rơi vãi không? Anh sẽ ăn gì? Cái bánh này không? Em ăn thử vị cũng ngon vào. Vị ở trong đó vị có bò. Có bò. Em có gì? Của em là gà ấy hả? Nhưng mà cái này mà kiểu như là mua để ăn sáng ấy, kiểu mình nghĩ rất là hợp lý. Cái này thì không rõ vị chi mà rất là ngon, nhưng mà kiểu cảm giác nó không rõ vị chi ấy. Đúng không? Ừ. Nó tại vì nó còn có cả những cái lớp khác nữa, thịt bò này. Cái mùi chi nó không được nồng. Nó không được nồng, nó không ngậy lên được cái vị chi, nhưng mà nó chỉ đơn giản đó là có một miếng phô mai mà thôi. Giá từ 45 đến 60 ngàn. Đó, xong rồi nếu mà bạn 60-70 nếu mà bạn extra thêm cả phần cheese vào nữa. Đó, cho nên là mình nghĩ là nếu mà là một cái bánh sandwich như vậy là 45-60 nghìn, thật sự hơi đắt một chút. Nhưng mà ăn thì sẽ rất là... Wow, chết rồi. Rơi. Mọi người xem này, đây là món mai cua phô mai. Sau thì con cua này mọi người à, rồi thì bọn mình sẽ ăn thử một cái. Ở đây thì người ta còn cũng cần tao không chạm áo nữa chứ. Có cả nước sốt. Chứ nó hình như... Ôi trời ơi. Đúng không? Còn nách thôi. Còn nách rồi, bà dân tự nhiên thấy mùi. Chứ rồi, cái này nó còn như mùi kiểu mắm ruốc ấy. Ừ, nó tìm bảo cái mùi này sao nó mắm ruốc ấy. Ê. Người đi. Rồi, ok. Cái này... Nhưng cái này mùi này không hợp để mà ăn món này ấy. Cái này nếu mà ăn nóng, nóng thì sẽ rất là ngon. Sẽ hấp dẫn hơn tại vì cái chi nó sẽ bồng hơi chừng 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 chừng. Cái này của à, mình đây, nó cũng chừng. Hơi nguội rồi cho nên hơi nguội rồi cho nên ăn sẽ hơi tanh đúng không? Ngon lắm. Rất ngon. Mùi chi rất là thơm. Cái này ở trong này nó rõ mùi cua ấy. Ừ. Thử nhá, em thử ăn với cái nước chấm này nhá. Cái nước chấm này hơi khắm mọi người ạ. Kiểu nó sẽ hơi không liên quan để ăn với chi ý. Cái mai cua này ngon lắm mọi người ạ. Đây. Cái này ăn nóng sẽ ngon hơn. Cái mai cua này mà ăn nóng ngon lắm mày. Lướng lên. Ha. Nghĩ ra tên. Món này à? Mai cua bỏ lò. Mình ăn món này cũng ăn nhiều món mà. Này ở hình như ở hầu như các hàng sushi hay món này. Một chiếc mai cua này thường là có giá đơn giá khoảng tầm 50 đến 60 ngàn, 100 mấy ngàn, giá cũng rất là hợp lý, đúng không? Trong này còn có trứng cua nữa. Còn cảm giác là có cua thật, không phải là cái thanh cua không? Gà cuộn phô mai đi. Con gà cuộn phô mai nhá. Mình chưa ăn món này bao giờ. Ừ, đúng rồi. Mọi người có thể thấy là trên cái đĩa gà cuộn phô mai này thì sẽ có cả cái nước sốt với cả cái bắp cải, củ cải, muối ăn kèm nữa. Đó, giờ bọn mình sẽ ăn nhá. Cái này thì mình nghĩ rằng là nếu mà lúc mà ăn nóng ấy, nó sẽ kéo dài được cái mozzarella ở trên lên. Gà. Cái này nó giống như cái món thịt cốt lết ở bên Hàn ấy. Rồi, trong này là nguyên một tảng cheese. Sau đó thì sẽ bao ở ngoài là thịt gà được đập dập, đập dàn mỏng ra ấy. Sau đó thì tầm bốn chiên lên.
Đó, món này làm như vậy. Ngon, món này ăn nóng cũng sẽ ngon hơn này. Tại vì cái cheese nó rất là dày. Bọn mình order về thì nó đã hầu như nguội hết rồi. Những nồi cheese này công nhận là phải ăn lúc nóng thì nó ngon. Bên trong có một cục phô mai rất là to. Đó. Cái này thì em thấy là bên nhân ở bên trong nó hơi nhàn chút xíu. Nhân ở bên trong nó đậm đà hơn thì sẽ ngon hơn. Rất mèo. Trông hấp, nhưng mà trông hấp dẫn đúng không? Ngon mà. À, gà gà bọc phô mai này, cả bao phô mai này thì có 80.000. 80.000 cho 2 miếng gà cắt mình ra thì là 4 miếng. Ngon phết. Ăn nóng thì sẽ ngon hơn. Ừ, nói ăn nóng sẽ ngon hơn. Mình ăn nguội mình thấy ok rồi, ăn nóng sẽ ngon hơn. Món ăn tiếp theo mà bọn mình sẽ ăn đấy chính là bánh bao chiên phủ phô mai. Chắc là tách một cái của vợ ra trước thôi nhá. Ôi giời ơi, rơi mất hạt trứng cút. Mày bao giờ đúng chỗ còn rơi. Ok. Đây, mọi người nhìn thấy không? Ở bên trong này nó không có chi đúng như mình dự đoán. Và trong này nó cũng là nhân thịt với mộc nhĩ thôi. Ơ, quả trứng cút đâu? Anh ăn rồi à? Không, anh ăn đâu? Rồi, rồi kia ta mà. Bình thường là sẽ có nước chấm là kiểu như là nước mắm chua ngọt. Nhưng mà ở đây là kiểu tương ớt với cả mayonnaise. Ngon không? Ngon. Cái chi này cũng ngọt ngọt luôn đấy. Mình nghĩ là một yếu tố nó nguội nó sẽ làm bị thấm dầu với là cái bột bánh bao này, ăn nó bị hơi bở đó, nhưng mà cái nhân thì cũng được. Okay mà. Cái bánh bao này thì một phần thì sẽ có giá là 65.000 cho 5 cái, tính ra mỗi cái sẽ khoảng tầm 13.000 đúng không? 13.000 một cái hợp lý, tại vì bánh bao này cũng khá là to mà có cả cheese rồi. Mình sẽ đi ăn tận nơi cái món ăn này không như thế nào đâu, có bừa ra cheese nó chảy. Tiếp theo mình sẽ ăn, đây là một món ăn mà mình rất là thích. Rất là thích ăn những cái bánh kiểu bông lan trứng muối hoặc là bông lan gà cay. Đây là gà cay đây. Em cũng đã đấy là ruốc gà cay đây mà kiểu như có rất là nhiều xốp ở trên này mọi người. Bánh rất là xốp, rất là mềm. Ở giữa nhân nó còn có cả sốt ở giữa nữa, cho nên là cái phần ở bên trong nó sẽ không khô này. Bánh này ngon. Ngon vãi luôn. Cái vỏ bánh rất là mềm, sốt rất là đẫm. Mà cái sốt nó không bị kiểu như là quá ngọt, quá mặn hay là bị quá ngấy đâu. Tại vì là có cái phần ruốc mặn ăn ở trên ấy. Ở bên trong cũng có ruốc luôn. Bánh rất sốt, rất ngon. Bên trong cũng có sốt luôn, ở cái lõi nó cũng có sốt luôn. Và trong cái sốt đấy cũng trộn cả gà cay luôn. À, trong cái sốt ở bên trong. Trong cái lòng bánh nó rất đậm. Lòng bánh này mọi người nó không có sốt ở bên trong luôn. Đấy. Nhưng mà đúng sở thích của mình. Kiểu ăn nó đậm đà. Chiếc bánh này giá 65.000. Thật ra thì nếu mà cái này gọi là cheese thì cũng không đúng đâu. Tại vì là ở trên mình cảm giác nó là sốt dầu trứng. Nó là sốt dầu trứng chứ nó không phải làm từ phô mai. Còn nếu mà bánh bông lan trứng muối ấy, thì sẽ có miếng phô mai có màu cười cắt ở trên. Ngon ra, nói chung là nó có một điểm chung là rất béo mọi người ạ. Rồi, ngon lắm, bánh này ngon. Món này ngon nha, món này ngon. Bắt đầu thấy rồi. Hay là mình chuyển sang món gì nước để vừa ăn vừa uống. Ok, nước đi. Ở đây thì với món nước này chúng ta sẽ có 3 loại. Thứ nhất là trà sữa trân châu đen bình thường này. Ở đây là bánh flan và thạch phô mai và thạch phô mai cà phê đó. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có một cốc này gọi là cốc trân châu phô mai đấy, em ngửi xem mùi mùi phô mai ngậy luôn. Cho xem cái trân châu ở bên trong này, cái trân châu rất là to luôn, cốc này có là chất lượng luôn đấy. Cái thử nhá, đây là lần tôi mọi mình uống cái trà sữa ở bên này. Trân châu phô mai. Trà sữa thì rất là ok nhá. Vị trà sữa rất là ok. Nói chung là nó bị ngấy quá so với mình. Thế chắc là mình chưa đạt được cái cảnh giới là kiểu ăn phô mai kiểu nguyên miếng ngấy như này. Nhưng mà bánh flan ngon, bánh flan cà phê ngon. Mình được biết là món này thì nó đang khá là hot, nhưng mà có lẽ là mình sẽ đi thử trực tiếp hoặc là mình sẽ thử ở một hàng khác. Còn với mình thì món này đặc biệt là cái viên trân châu phô mai thì nó hơi ngấy. Và nếu như mọi người đã ăn món này ở đâu ngon mà ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì mọi người hãy comment chỉ địa chỉ cho vợ chồng mình nhá. Bánh croissant xăng này thì ở ngoài các bạn có thể nhìn thấy là phủ một lớp đây mình không, đây các bạn có thể nhìn thấy cái bánh croissant xăng này ở ngoài thì phủ một lớp, mình không biết có phải là lớp phô mai hay không. À, ở trong thì chỉ là bột bình thường thôi.
cái sốt ở bên ngoài ngon nhưng cái bánh này không ngon. Cái cốt bánh này không ngon. Cốt bánh này cốt bánh không phải là cốt bánh kiểu bún bột croissant ấy. Cốt bánh ở bên trong thì nếu mà để nói đây là croissant thì không đúng, có chia ngàn lớp đấy, có chia lớp đấy, có ngàn lớp nhưng mà được cán chưa đủ số lớp, cho nên là cái bánh ở bên trong cái ruột nó còn rất là dày và nó không có lỗ rỗ tổ ong ấy. Nếu mà những bạn nào mà ăn nó phải giòn, nó phải rơi. Rồi bây giờ thì bọn mình sẽ ăn tới bánh bao. Ở đây thì sẽ có hai vị bánh bao. Ôi bánh bao nguội mất rồi, có nên hấp lại không? Hay là mang hấp lại đi xong rồi mang hấp lại vào lò vi sóng nhá. Ok, cái hồi mà bọn mình đi Nhật ấy thì bọn mình anh quên mất chúng ta còn mang một bánh lạnh nữa ở trong tủ lạnh. Chưa bày ở đây. Hôm mà bọn mình đi Nhật ấy thì bọn mình mua mấy cái đồ mà người ta làm bánh mà có chi như này ở trong những cái siêu thị tiện lợi ấy, rất là ngon. Nhưng mà về Việt Nam không biết là làm sao để mua được. Bây giờ thử cái này xem. Cái này là em trợ lý của bọn mình mua cho bọn mình. Người ta ghi là nacho original cheese. Đấy, ở trong nó có những cái miếng bánh, những cái miếng bánh nachos này mọi người. Vì chồng không quen ăn snack chứ em hay ăn quen được cái vị này. Mùi ôi, cái đầu trong này nó bị. Rồi, mùi chi thơm dã man luôn. Cảm giác ở bên trong nó còn có cái vị chanh chanh, anh ngậm đi, anh ngậm nó vào trong mồm gì đi. Nó có cái vị chanh chanh ở giữa ha. Cái ăn dạng hơi bánh xốp nhở, cream cheese. Đây bỏ là... ngoài nó giòn giòn giòn, ở bên trong thì nó mềm. Không rồi, ở giữa nó còn kiểu hơi mùi kiểu vị chua 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 chua. Đây ăn được rồi. Đây, hơi ngọt một tí. Cái vỏ bao bì không phải hơi ngọt mà là rất là ngọt. Cái vỏ bao bì của nó đây nhá. Bánh bao sau khi mà đã hấp xong thì đã rất là nóng rồi. Bây giờ thì bọn mình sẽ ăn nhá. Ở đây có hai vị, là một là ui nhân ở bên trong này. Cà rốt, mọi thứ. Đây là gà phô mai ở trong nó có một cục mozzarella này, khá là chất lượng đấy nhá. Mùi rất là thơm khi mà bửa ra thì mình thấy ở bên trong rất là thơm. Được, ngon. Ở trong thì sẽ có nhân hơn. Cái này nó có kiểu mùi ngũ vị hương ấy. Như kiểu mùi cà ri, anh thấy là có mùi cà ri hơn. Ở trong thì sẽ có thịt gà này, nấm đông cô này. Ôi nóng lắm em. Ở bên trong thì sẽ có cà rốt, nấm, thịt gà sợi, phô mai và được tẩm ướp như kiểu tẩm ướp với ngũ vị hương mọi người. Có mình có vị hơi cà ri xá xíu. Chính xác là xá xíu. Bánh này ok, ngon. Bánh bao này ăn ok. Cái nhân của nó khá là đậm và nó ướt. Chi thì mình thấy nó không nhiều lắm, nhưng mà khi mà ăn kỹ thì cũng sẽ ngửi thấy được. Đây là cái đoạn này. Bánh này thì sẽ là nhân gì? Cái này trông ướt, mấy cái bên trong trông ướt. Đây là bên trong bánh này thì là xúc xích phô mai. Ôi, trông nhân ở đằng sau rất là hấp dẫn mọi người ạ. Xuất hiện rồi đây ạ. Vâng, mình thử dậy xong. Xúc xích cùng khó phô mai. Bánh bao này ăn được nha. Ở trong thì sẽ có xúc xích này, có phô mai này, có cái sốt. Mình cảm giác sốt này cũng hơi xà xíu một chút. Cả cái xúc xích này là xúc xích cùng khói, cho nên ăn nó rất là thơm mùi khói mọi người ạ. Đó, đúng là món này phải ăn nóng. Có thể là những cái món lúc nãy mà bọn mình ăn, ví dụ như món gà mình không ăn nóng là nó đã bị mất một phần ngon rồi. Đúng rồi. trong khi vợ mình đi lấy mì các bạn ạ, thì chúng ta làm sao có thể quên được những món bánh mà mình để trong tủ lạnh mình quên mất. Đây mọi người nhìn này, đó. Ôi sổm ôi, bánh bông lan phô mai ngàn sợi, mọi người nhìn thấy cái lớp phủ chi ở trên không? Thế này thì gầy lắm vợ ơi. Trước mình đi siêu thị xong mình phải có cái mì tôm này. Mì tôm này là mì tôm của Hàn Quốc. Ở trong này nó có mì phô mai thơm mềm, cheese, ramen. Đây. Cái này sẽ cho cái gói bột phô mai này vào đây ạ? Ở trong này nó có một gói bột phô mai đây để mình cho mọi người xem. Mì thì nó trông vẫn bình thường như các mì khác thôi, nhưng mà người ta cho mình thêm một cái gói để cho phô mai vào mọi người. Gói bột phô mai. Còn một món nữa cơ nhờ, mình đang đầu món đấy sẽ để sẽ bao giờ xong. Vẫn còn. Cái mùi phô mai nó ngậy lên ý. Đây, kính mợ, mợ ăn trước đi mợ. Dạ. Trong thời gian bọn mình ăn mì thì mình đây, ở đây có cái gói xúc xích nha mọi người. Ăn luôn á? Một gói là premium, một gói là original. À, mình sẽ ăn original đi, tại vì là cái premium này là pocket để cho cam. Đó, còn đây là gói ấy, xem nó như thế nào. Đây, bình thường mình ăn mì sẽ là ăn như thế này mọi người ạ. Thực
từ để em bóc này. Sao anh không lấy kéo ấy? Mì ngon cực. Nó xúc tích này. Em thử em ạ. Mì ngon cực chồng ạ. Xúc tích cá. Xúc tích cá. Phô mai. Ừ. Rồi, em ăn đi. Không. Ăn đi. Thôi. Chồng mình xác dịch vào đây không là bẩn. Ok đúng không? Ừ. Không không bẩn. Phải bút với nước này nha. Ngon phết, mì ngon đấy. Thường ý thì khi mà nghĩ đến kiểu chi mà cho vào đây xong nó sẽ kiểu hơi bị nghĩ là cái nước này nó sẽ ngậy ngọt ngọt, nhưng mà cái nước này nó vẫn bị mặn mặn. Ăn rất là thơm mọi người, không biết tả thế nào. Mỗi tội là hơi ít topping nhỉ. Cắn đi chồng. Thì ngon đấy. Món tiếp theo của mình đấy là món tteokbokki. Tteokbokki thì chắc là mọi người cũng không lạ gì nữa rồi, nhưng cái tteokbokki này tteokbokki ăn sẵn thôi và nó có vị chi. Đây, ở bên trong nó sẽ có chi trông như thế này này mọi người. Cái tteokbokki mà đóng hộp nha thì bọn mình đã ăn nhiều rồi, nhưng mà vị phô mai thì chưa. Đúng rồi. Chết rồi. Sorry chồng. Ra áo luôn rồi. Sorry chồng, mùi có ngọt 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 ngọt, chồng vị như tương ớt ấy. Mùi là mùi tương ớt rồi, mùi phô mai. Nhưng mà ngon, cũng ngon. Không ăn được cay. Bọn mình ăn cay thì nữa bọn mình sẽ bị mất hết vị giác luôn, không hiểu sao. Thôi, món này ok, mùi ok, bạn nào mà thích ăn cay thì món này sẽ ok. Bây giờ thì vợ mình sẽ ăn cái bánh sữa chua phô mai, còn mình sẽ ăn bánh lava này nhá. Ừ. Anh dơ gần cho mọi người xem đi đã. Này, vậy nhìn này. Lâu lâu anh dơ gần. Anh dơ rồi, anh dơ gần. Thì cho mọi người xem. Bánh ngon phết đấy. Ở trên là mozzarella. 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 Bánh ngon chồng ạ. Ăn nó không bị ngấy ấy. Mà nó rất là mát mát, vị kiểu thanh 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 thanh. Còn cái bánh này của mình thì ở trong hình như nó chỉ là bánh cốt bông lan bình thường thôi. Thì là phủ một lớp sốt. Sau đó thì ở trên nữa thì phủ một lớp phô mai mozzarella. Cắt ra đúng không? Còn với cái bánh sữa chua này thì ở bên giữa nó sẽ có một cái lớp như kiểu kiểu sữa chua ấy, không phải sữa chua mà nó là kiểu kem lạnh ấy. Nó là kem lạnh thôi. Hai bánh ăn nó ok. Ở trên là một lớp phô mai, hai bánh ăn ngon đấy. Từ cả cái cốt bông. Bắt đầu thấy nhân vật này trồi lên rồi đấy. Gì? Gì cái con này? Không biết có quay được chan. hai cái bánh lạnh này ngon, nhưng mà tại vì là bây giờ vợ chồng mình cũng đang hơi bắt đầu no rồi, cho nên là sẽ phải anh no. Hả, em chưa no hả? Tại vì cái bánh này nó ngon, ăn thử cái bánh này. Trong nếu mà nói là hai loại bánh này thì thích bánh nào hơn thì mình thích cái bánh bông lan phô mai sợi này hơn này. Hai cái bánh này thì sẽ có giá khoảng tầm từ 100 đến 130 nghìn mọi người nhá, cho nên là em thấy là ok chứ. Ok, mà trông hình thức rất là kiểu hình sang chảnh luôn đấy. Mà hộp kia các thứ trông đóng gói cũng rất là xịn. Được, cái bánh có cái hình phô mai này trông nó rất là ngon đúng không? Nhưng mà mình đã từng ăn và thú thực với mọi người là nó rất dở. Nó rất dở. Nó bị lấn át quá. Nó đây, đây cái hình thức của nó trông miếng phô mai. Bánh này ở bên Hàn Quốc người ta gọi là bánh Tom và Jerry. Tại vì nó giống như cái viên phô mai của Jerry ấy. Đây, cũng không phá được mấy. Tại vì sao mình không thích cái bánh này? Tại vì là cái bánh này để mà có được cái lớp phô mai này ấy, là phải làm ở trong nói chung là làm ở trong cái khuôn mà nó có gelatin. Mọi người hiểu không? Và với những cái bánh ấy mà nó có gelatin giống như các loại bánh mousse ấy mà có phô mai, những ăn mà có gelatin ăn nó rất là ngán, nó rất là ngấy. Bình thường nếu mà là mousse chanh leo hoặc là mousse chocolate ấy thì ăn nó sẽ rất ngon, nhưng mà tại vì đây nó lại là phô mai nữa cho nên là ăn cảm giác nó rất là ngấy, một cục nó cứ kiểu rắn ở trong mồm ấy mà mình không thích cái cảm giác nó không chút nào. Nhưng mà cái này ăn ok hơn cái bánh này bánh lần trước ngọt ok hơn lần trước mình ăn, nhưng mà nói chung hình thức tuyệt vời luôn, hình thức thì rất tuyệt vời, nhưng mà về hương vị của cái loại bánh này thì mình không khoái lắm. Đúng là khi mà ăn phô mai mà ăn vị gelatin ấy thì nó sẽ như là kiểu bạn đang nhai một cái cục thạch nhưng mà toàn bị bơ ấy. Được, nó cục sẽ thạch như toàn thế. Bị ngấy đấy, cho nên là sẽ rất là khó ăn, tại vì là bình thường ăn những cái này mà nó mình nhìn ấy mình sẽ cảm giác là sẽ tan chảy trong mồm mình. Nhưng mà khi mà mình đưa vào mồm ấy thì nó sẽ không tan chảy được, mà mình vẫn sẽ phải nhai ấy thì sẽ rất là nhanh ngấy.
Ok, mình sẽ ăn thử cái này đi. Bánh này mình cắt xuống thì mình thấy ở bên trong này các bạn nhìn thấy nó dính dao như này đúng không? Nó dính dao như vậy này, có nghĩa là bên trong sẽ rất là ẩm đấy. Người ta mùi lạ rồi đấy. Mọi người hãy xem đến cuối video để biết là bọn mình sẽ tăng bao nhiêu lạ nhé. Bánh này rất ngon. Rất ngon à? Ừ, bánh này rất ngon, công bằng luôn. Cheese không hề bị ngấy. Cái bánh này rất ngon nhá. Cái bánh này mà uống cùng với trà ăn rất là ngon. Ngon. Vị nó hơi chua chua một chút xíu. Đúng, tại vì nó làm... giảm được cái độ ngấy của nó. Tại vì làm từ cream cheese mà. Đúng rồi. Cái bên trong này mình cảm giác là nó tan vào mồm mình. Với cả là nó sao nhở? Mùi thì sẽ rõ được là cái mùi của phô mai. Thế nhưng mà ngập vào mồm thì nó sẽ giống hơi bị kiểu sữa chua ấy. Giống như là sữa chua mình ăn sữa chua cho mình hay ăn ấy. Tại vì là mình chắc chắn mình cũng nghĩ là cái bánh này chắc chắn là bạn ấy sẽ khi mà làm các bạn ấy cũng có cho thêm nước cốt chanh. Cho nên là nó dung hòa được cái độ ngấy của cái bánh, cho nên là ăn thứ nó hơi thơm thơm rất nhẹ thôi của cái mùi chanh. Và cái thứ hai là cảm giác ăn nó sẽ cái phô mai nó không bị ngấy, nó không bị quá béo. Một cái điều nữa nhá, một điểm cộng nữa cho cái bánh này đấy là mọi người nhìn nhá, nếu mà mọi người xem ấy thì đấy là cái lớp ở bên trên nó hơi cháy xém. Thì nó tự nhiên khi mà cái lớp này nó nướng nó cháy xém nó sẽ tạo thêm một chút thoang thoảng cái hương vị caramel nữa. Cho nên là cái bánh này nó ăn nó rất là nhiều hương vị trong này và mình thấy rằng mình đánh giá rất là cao cái bánh này. Ngon. Bánh này ngon lắm. Ngon. Nhưng mà thường là mình nghĩ là một cái bánh này thôi nhưng mà sẽ phải tầm 4 người ăn. 4 hoặc là thậm chí là 6 hoặc thậm chí là 8 người ăn luôn. Cái này thôi là cũng đã kiểu phải nhâm nhi một tí một rồi chứ không thể là nào mà ăn được một đúng rồi. Cái bánh này thì thật ra mình nghĩ với kích thước nhỏ như này khoảng tầm 12 phân, 12cm như này thì nó có thể dành cho 8 người ăn được ạ. Ăn bánh này thật sự nó rất là ngấy, rất ngấy luôn. Cái bánh này thì nó có giá khoảng tầm 200.000 mọi người ạ. Thì mình đây là một cái giá mà cũng rất là ok cho một chiếc bánh cheesecake mà làm công phu như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đến những cái món cuối cùng, những cái món bánh này với cả những cái món snack đóng gói đơn giản như vậy. Rồi bây giờ thì bọn mình sẽ đến những món cuối cùng ăn thử cái bánh này nhá. Tại vì là từ đợt cái bánh này về Việt Nam bọn mình chưa có cơ hội nào để đi ăn thử được. Cái này rất là thơm mùi quế luôn, mùi đường quế đường. Và mình rất là thích ăn mùi quế đường luôn. Cream cheese thì chấm. Lúc đầu ấy mình nhìn cái bánh này ở trên mạng ấy thì mình sẽ cảm tưởng đây là một cái loại bánh giòn giống như mình đi ăn ở bên nước ngoài ấy chồng không nhớ không? Mà nó kiểu giòn tan như bánh mì ấy. Xong rồi sao? Không, cái này không giống. Chị em gì mình nói mà. Cái này nó kiểu bánh mì ấy, nó không phải kiểu bánh ấy. Dạ, nó bánh mì mà chấm với sốt cream cheese cũng ngon. Bánh ăn được á. Ăn được. Ủa nhưng mà nó rất là nhiều đường với cả là thôi á. Khi mà mình nhai đường ở trong mồm ấy nó sẽ bị kiểu lạc xạo. Mình rất là sợ cái tiền nó kiểu hơi két ra. Em ăn cái gì mà nó cứ bị lạc xạo trong mồm, thế rất là dùng mình. Thế á? Rất là dùng mình, các bạn có tin 5 phút sau hết sạch cái bánh này không? Rất là dùng mình mọi người ơi, dùng mình lắm nhưng mà mình sẽ phải ăn hết bánh. Mình sẽ ăn món tiếp theo, cái này là cùng hàng đấy luôn hay sao á? Nhưng mà hai cái này là giống nhau không? Em thấy cái cô chồng có cái đen đen ấy. Khác nhau. Quanh phải có thêm chocolate chứ. Em thấy này hơn kiểu rồi. Cái bánh ngon rồi. Nhưng mà không biết là khi mà mình ăn lúc mới mua xong nó có phải là kiểu giòn giòn không nhỉ? Tại vì bây giờ ăn nó hơi bị ỉu. Ỉu à, nó bị sai nữa. Bị đấy ngon lắm này. Cái này có sô-cô-la, ôi giời. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những món cuối cùng nhá. Ở đây thì bọn mình có 3 loại cái này đồ ăn bọn mình đặt online đây, bộ box trước một gói này này. Một cái người ta gọi là bánh cũng là bánh cheesecake, bánh phô mai đó. Đây một cái bánh nó rất là to mọi người ạ. Bắt đầu thấy khá là to khủng khiếp rồi đấy. Nó kiểu như là bánh bông lan đúng không? Nó có cục gì trong mỡ ấy. Thôi thế em ăn đâu, để tính em ăn. Còn cái này của mình, ô cái bánh này nó giống như là cái marshmallow nhỉ? Nó giống cái marshmallow mọi người. Cái bánh này ở bên trong nó có một cái cục gì bé bé bên này. Nó ăn giống được. Như là trong bánh trung thu mà có cái cục thịt mỡ đây đúng không? Mà cảm giác ăn nó có tươi khôi khôi cơ. Được vợ được xem nào. Ăn nó khó tả. Khó tả nhỉ? Nhầm, lúc mà cắn đầu tiên thì ok. Nhưng mà khi mà nhai kỹ rồi, ở trong mộ ấy. Khó tả lắm, bị khó tả lắm mà.
cái món này ở bên trong nó phải chi không ta? Ừ, có mùi chi ạ. Đây ăn được. Không nhờ mình dễ ăn. Ừ, dễ ăn. Không được thế nào đấy. Được. Được. Bảo món cuối cùng nó là bây giờ cuối cùng bây giờ thử một lần tiên xem ai ăn hết cái bánh này không. Anh thua. Anh thua. Anh thua. Đây, em ăn đi. Đây, ăn đi. Đây. Em ăn gì vậy? Ăn đi. Đấy. Ờ, món cuối cùng được mệnh danh là cheese bowl mọi người ạ. Nghe mình ngấy rồi. Ôi trời ơi. Sau ngày hôm nay chắc không biết là đến bao giờ mình ăn những món có chi lại. Uầy, anh gửi mùi thơm cho em ăn trước đi. Đưa mảnh miệng kia nào. Trông trông ở bên trong thì có vẻ khá hấp dẫn. Từ nhá, mùi cái này thì nó đang hơi giống cái nó là bánh mì thôi mọi người ạ. Nói tóm lại nó là bánh mì và ở trong nó là một lời cái lớp kem custard. Custard đúng không? Đúng rồi, em thấy cái vị nó giống như thế. Cái bột. Ừ, bây giờ. Cái bột vỏ bánh nó hơi hôi một chút nha. Bột vỏ bánh nó hơi hôi một chút. Thế ạ. Ừ. Hơi hôi một chút và hơi hôi. Cái mùi hôi này là mùi từ dầu. Khoan. Thế hạn ạ? Đây là hạn sử dụng hay là ờ, nhưng mà cái bánh ăn người đấy. Công bằng mà nói luôn chứ không phải là từ đấy do mình ăn quá nhiều đâu. Nói chung thì theo bọn mình khi mà hôm nay mukbang cho mọi người thì mình nghĩ rằng là nếu mà có điều kiện các bạn cố gắng mua những cái món mà được làm trực tiếp ngon hơn rất là nhiều với những cái món bánh đóng gói như này. Rồi như vậy là bọn mình đã mukbang rất là nhiều những món ăn về phô mai ngày hôm nay. Mình nghĩ rằng là với phô mai thì sẽ là một cái món ăn mà có rất là nhiều bạn thích, bản thân bọn mình cũng vậy. Em thích mấy cái bánh kiểu cuối cùng, mấy cái bánh mà mình ăn cuối cùng ấy là gì nhỉ? Bánh sữa chua phô mai á. Sữa chua phô mai với bông cả lan cái bánh bông lan mà ngàn sợi. Ờ, ừ. Đó. Hai món đấy là sẽ thấy khá là ngon, kiểu ăn lạnh và mát. Cái món là bánh bánh cheesecake ấy, bánh cheesecake nướng ấy. Em quên mất món đấy. Đấy là cái mà anh rất là thích. Và các bạn xem video này, các bạn thích những cái món ăn gì thì các bạn hãy comment ở bên dưới để cho nhà Cam biết nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một phần rất là quan trọng, đó chính là chúng ta sẽ cân lại xem là chúng ta sẽ lên được bao nhiêu cân sau khi làm xong cái video này. Không thể cân được. Và chúng ta sẽ có một cái đấy là ai sẽ là người tăng nhiều cân hơn thì sẽ phải đi dọn dẹp toàn bộ chỗ này. Ok, tăng okay. Nhiều cân hơn. Lúc nãy em là bao nhiêu nhỉ? Lúc nãy là em là 58,6, còn anh là 72,8. À, 59, bao nhiêu? À, 60, 59,60. Xem trừ là đi. Là bao nhiêu? 59,60. Ô, trừ lúc này 58,6. 60 trừ đi 58,6. 06 hay là 6? 6. 06 cái gì? Tăng 1 cân luôn à? Không phải lạng luôn á. 1 cân. Ôi thì ra bây giờ là 59,7. Đấy, 59,6 tăng 1 cân luôn ạ. Anh đang nhiều cân hơn sẽ phải đi dọn đúng không? Thôi chứ, là lại em bị dọn rồi, 1 cân cơ mà. Thôi được rồi, anh lúc ấy là bao nhiêu? 52,8 đúng không? Đúng không nhỉ? Sợ 52,8 gì? À lúc nãy anh là 72,8. Rồi anh là 72,8 đúng không? Ok, tí nữa xem lại đoạn đầu là biết ngay em à. 73,65. Là bao nhiêu? Là anh tăng chưa đến 1 cân, anh tăng khoảng 8 lạng. 8 lạng rưỡi. 8 lạng rưỡi. Anh tăng 8 lạng rưỡi. Sao mình có thể tăng lên 1 cân được nhỉ? Đấy, đấy là lý do mà tại sao mọi người cứ hay bảo mẹ heo là kiểu như là mập ấy, nhưng mà tại vì là mẹ heo hấp thụ rất là ít. Mẹ heo hấp thụ. Đấy, mọi người nhìn thấy mình ăn được bao nhiêu đâu. Mẹ heo hấp thụ rất là tốt. Đấy, nói chung là như thế, xong rồi mai tập thể dục chạy trước các thứ một bữa thì là này sẽ là video một tuần giảm cân của bọn mình. Mọi không thể tin được luôn ấy. Ơ bây giờ lại là 59,4 này. Bây giờ là 59,4 này. Em đứng lại một lên một lần nữa xem nào. Bây giờ là 59,4. Bây giờ bao nhiêu? Ô, bây giờ là 59,3 này. Ủa sao dị vậy? Cái cân này dởm rồi. Thế là anh phải đi. Rồi nhá. Thôi ok, mình sẽ kết thúc cái video này ở đây nhá. Cái cân này chắc là bị hỏng rồi mọi người ạ. Không, cân này bây giờ đúng này. Đấy. Bây giờ là 59,2. Đấy, 59,3. À, 59,3. Đấy nha, không phải một tăng lên 1 cân nhá, mà mình nó hơi mang tiếng quá. Mình heo tăng lên như thế là 7 lạng. 7 lạng. Còn mình trong từ nãy đến giờ còn mình tăng thêm 8 lạng rưỡi. Ok. Ok, tạm biệt mọi người. Nếu mà mọi người thích những video mukbang như thế này thì hãy comment ở bên dưới cho bọn mình biết nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye. Giờ mặt béo đấy.